trong đó Bắc Giang ghi nhận 23 ca, Thành phố Hồ Chí Minh là 10 ca, Bắc Ninh 4 ca và Hà Tĩnh là 4 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tối qua cho biết từ hai bệnh nhân là bệnh nhân 9612 và bệnh nhân